Xin kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tin đầu tiên là cửu trại câu tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào khoảng 9 giờ tối qua đã xảy ra một trận động đất nông với cường độ 7 độ Richter, với độ sâu tiêu cự 20 km. Vào mùa du lịch cao điểm, ngày hôm qua có ít nhất 38.000 khách du lịch đến khu vực này. Sau trận động đất, có thông báo tạm dừng đón khách du lịch từ hôm nay. Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Khẩn cấp huyện Cửu Trại Câu, trận động đất đã khiến 9 người chết và 135 người bị thương. Tại khu thắng cảnh Cửu Trại Câu Ganhaiji, một sảnh nhà hàng bị sập, 1.500 người đang cần được giải cứu khẩn cấp. Ngoài ra, sạt lở đất đã xảy ra ở những nơi khác, khiến hơn 100 người bị mắc kẹt. Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Trung Quốc ước tính trận động đất có thể đã giết chết hàng chục đến hàng trăm người. May mắn thay, theo báo cáo từ Cục Du lịch, 15 nhóm du lịch Đài Loan gần Cửu Trại Câu với khoảng 289 người đều an toàn. Theo bản tin do mạng động đất Trung Quốc đưa ra, vào lúc 21 giờ 19 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Trại Câu, quận A3, tỉnh Tứ Xuyên, vị trí 33,20 độ Vĩ Bắc, 103,82 độ Kinh Đông, tâm chấn ở độ sâu 20 km, hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại về nhà cửa. Đến 21 giờ 41 phút, một dư chấn mạnh 3,3 độ Richter ở 33,14 độ Vĩ Bắc, 103,79 độ Kinh Đông trên khu vực Cửu Trại Câu, độ sâu tiêu cự 9 km. Trận động đất được cảm nhận ở nhiều nơi như ở Lan Châu, Thành Đô và Tây An. Một số người đã bỏ chạy ra đường. Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm ở Cửu Trại Câu. Vào thứ Bảy tuần trước, lượng khách du lịch đã lên tới hơn 40.000 người. Và sau đó một ngày đã ban hành kế hoạch khẩn cấp cấp 1 và hạn chế dân số ra vào trong một tuần sẽ được thực hiện. Cửu Trại Câu đã đón 38.000 khách du lịch vào ngày hôm nay, bao gồm 18.158 khách đoàn và 20.641 khách du lịch cá nhân. Hiện tại, Hội đồng cấp vấn đề Đại lục và SEF đang kiểm tra xem có khách du lịch Đài Loan nào đến thăm khu vực này hay không. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin trận động đất được cảm nhận ở Long Nan, Long Jui, Tian Sui và Pyongyang ở tỉnh Cam Túc và các khu vực lân cận. Dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 21.000 người và dân số trong phạm vi 50 km là khoảng 63.000 người bị ảnh hưởng. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã xảy ra tại huyện Lự Tinh, thủ phủ Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Theo giới chức, tính đến trưa ngày hôm qua, đã có 88 người thiệt mạng và 30 người mất tích. Tuy nhiên, một cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận động đất có thể đã gây ra thương vong đáng kinh ngạc. Có tin đồn rằng trận động đất Lự Tinh ở Tứ Xuyên đã gây ra thương vong đáng kinh ngạc và làng Guangdong bị chôn vùi gần như hoàn toàn. Sau trận động đất mạnh ở Lự Tinh, Tứ Xuyên, cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận lở đất do trận động đất gây ra gần như chôn vùi hoàn toàn làng Guangdong ở huyện Lự Tinh. Ngôi làng có dân số thường trú là 497 người, do đó con số thương vong do trận động đất này gây ra có thể rất đáng kinh ngạc. Đoạn video do cư dân mạng này quay lại cho thấy trận lở đất do trận động đất Lự Tinh ở Tứ Xuyên đã chôn vùi toàn bộ ngôi làng Guangdong Village. Người quay video nói, hãy nhìn xem, nếu nói nó khốc liệt thì nó rất khốc liệt. Ngôi làng này gần như đã bị chôn vùi gần như toàn bộ. Đây là thôn Guangdong của chúng tôi ở huyện Lự Tinh. Theo báo cáo chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 12 giờ trưa ngày qua, một trận động đất ở Lộ Định cũng đã làm 88 người thiệt mạng, trong đó có 50 người ở huyện Lộc Định, tỉnh Cam Tử, 38 người ở huyện Simia, thành phố Nha An, 30 người mất tích và hơn 400 người bị thương. Nhưng các quan chức không đề cập đến số người chết thực sự ở làng Guangdong. Con số thương vong thực tế là không rõ. Sau trận động đất mạnh ở Lự Tinh, Tứ Xuyên, một người đàn ông đã kể lại cảnh tượng ly kỳ khi anh ta trốn thoát. Khi người đàn ông đang lái xe, anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng lùi xe. Tảng đá trên núi ngay lập tức đổ xuống trước mặt anh ta và người đàn ông đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Đoạn video cho thấy tại thời điểm người đàn ông lùi xe gấp, một lượng lớn tảng đá lăn từ trên núi rơi xuống đường. Tảng đá lớn nhất rơi ngay trước đầu ô tô, san phẳng hàng rào sắt bên đường. Nếu nó đâm vào xe, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
đoạn video về người đàn ông né tảng đá đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết, trời đất ơi, nguy hiểm quá, chúng ta thật may mắn. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 5 đi qua Đài Loan tiến thẳng vào Trung Quốc đại lục, gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến ít nhất 32 người chết và 16 người mất tích. Siêu bão số 5 đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang và mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử và toàn bộ thành phố Lâm Hải và thành phố Cổ bị nhấn chìm trong nước lũ. Siêu bão số 5 đã gây lũ lụt nghiêm trọng cho thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang và khu vực đô thị bị bao phủ bởi đại dương nước. Bão số 5 tuy đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới vẫn mạnh dữ dội và nó đã đổ bộ lần thứ hai vào Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông vào lúc 20 giờ 50 phút tối qua và tiếp tục gây ra mưa và gió mạnh. Thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Tối qua, Thượng Hải bị sấm sét hiếm gặp, gió mạnh, mưa lớn và mưa đá, mây đen bao trùm thành phố ngày như đêm. Mưa xối xả trút xuống, người dân địa phương cho rằng nó giống như một thảm họa của ngày tận thế. Trưa qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo sét màu vàng, đồng thời hầu hết các khu vực đều bị sét đánh kèm theo dông và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa bão màu xanh lam và cảnh báo mưa đá màu vàng đã được đưa ra sau đó cùng ngày. Một cảnh báo màu vàng về gió mạnh cũng được đưa ra cùng ngày và dự báo sẽ có dông bão và gió mạnh cấp 8 đến 10 ở trung tâm thành phố Pudong, Chongming, Songjiang, Qingpu, Mingwang, Jiading, Baosan và những nơi khác trong ngày hôm đó. Đoạn video do một cư dân mạng quay cho thấy trước khi cơn mưa lớn ập đến, Thượng Hải chìm trong mây đen, ngày cũng như đêm. Gió mạnh và mưa như chất nước, một số ô tô bị ngâm trong nước. Thời tiết hiếm gặp và khắc nghiệt xảy ra ở Thượng Hải và những nơi khác đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Một số cư dân mạng than thở, Thượng Hải khổ quá, vừa hết dịch, trời lại mưa. Cùng ngày, thủ phủ Nam Xương của tỉnh Giang Tây cũng hứng chịu mưa lớn, cả thành phố bị ngập lụt. Cư dân mạng cho rằng nơi đây dường như đã trở thành phố nước. Đoạn video cho thấy vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ hai ở Nam Xương bất ngờ có mưa lớn, một số khu đô thị bị ngập lụt, một số đoạn đường ta luy dương bị sạt lở, xe ô tô bồng bềnh trôi trong nước, chỉ lộ ra nóc xe. Ngoài ra, khi Tập Cận Bình chuẩn bị đến thăm Hồng Kông, Đài Thiên Văn Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo số 1 vào tối ngày thứ hai. Trong 3 ngày tới, Hồng Kông sẽ hứng chịu những cơn mưa bão dữ dội với sức gió từ cấp 6 đến cấp 7. Một số cư dân mạng chế giễu rằng mặc dù các biện pháp an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thắt lưng buộc bụng, nhưng họ không thể ngăn chặn cơn bão mạnh do Chúa an bài. Thời tiết cực đoan tiếp tục tàn phá Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn. Đồng thời, một đợt mưa lớn mới đã quay trở lại. Hôm thứ Bảy, Ximen, tỉnh Hồ Nam, sét đánh và gió mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị quật đổ. Đoạn video cho thấy một biển quảng cáo lớn bị thổi bay, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi. Trên dây điện, hai bên đường xuất hiện tia lửa điện, hiện chưa có thương vong. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó, thành phố Ximen đã đưa ra cảnh báo màu vàng về sông bão và gió mạnh. Trong vòng 6 giờ, sẽ có gió giật cấp 9 trở lên kèm theo sấm sét mạnh. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống một số khu vực ở Bắc Kinh kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6-7. Gần Quang Hoang, quận Triều Dương, đường phố ngập lụt, ô tô chìm trong nước. Tại Sifadi, quận Phen Tai, Bắc Kinh, lũ lụt ngập đường phố, ô tô và các loại xe cộ ngập nước, trôi lềnh bềnh. Sáng sớm cùng ngày, trên khu vực xã Bai Tuba, quận Songqing, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, sấm sét nổi lên, những tia sét cực mạnh xé toạc bầu trời. Trước đó, một cơn bão dữ dội đã đổ bộ vào Kỳ Đông, Giang Tô. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố bị mưa bão thổi bay và biến thành sương mù, tầm nhìn cực kỳ thấp. Một số người nói rằng mọi người đang cố gắng tiến về phía trước trong cơn gió mạnh, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương cho biết mọi người không thể nhìn thấy rõ, đây là Embarcadero, một xứ sở thần tiên. Đồng thời, thời tiết nhiệt độ cao vẫn tiếp tục ở miền Nam Trung Quốc, đợt nắng nóng càn quét khắp Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành khác. Trong ngày thứ 6, Chiết Giang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho bệnh nhân bị say nắng mỗi ngày. Đầu tháng này, ít nhất một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng.
Trước đó, tại Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường bị nghi ngờ tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ quá cao. Chủ xe cho biết, nóng quá, nó tự bốc cháy, chắc là điều hòa trong xe có vấn đề rồi, làm cháy lan sang cả xe người khác. Nhiệt độ cao kéo dài dẫn đến tải điện năng. Các nhà chức trách cho biết, vào giữa tháng này, vụ tải điện của Trung Quốc liên tục đạt mức cao kỷ lục. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nhiều tỉnh bị ngập lụt. Trong số đó, Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam bị thiên tai nghiêm trọng. Tuần qua, tại thị trấn Đại Đường, huyện Tân Thành, thành phố Lai Tân, Quảng Tây, có 3 học sinh trên đường đến trường bị lũ cuốn trôi, trong đó 2 em thiệt mạng, còn 1 em may mắn được thoát kịp thời. Theo người dân địa phương cho biết, một số học sinh từ làng Luan, huyện Xin Cheng, thành phố Labin, Quảng Tây đã đi xe tải đến trường học hoặc trường mẫu giáo trong thị trấn vào sáng hôm đó. Xe bị lũ chật ngang đường, tài xế yêu cầu các em học sinh xuống xe đi bộ. Hậu quả là do nước chảy xiết, 3 học sinh không may bị trượt chân rơi xuống nước. Một trong những học sinh đã được giải cứu kịp thời và tính mạng không bị nguy hiểm. Nhưng 2 học sinh kia đã bị nước cuốn và gành và càng ngày càng lao ra xa. Khi dân làng tìm thấy sau đó thì không còn thở nữa. Ngoài ra, huyện Bình Nguyên, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông cũng hứng chịu lũ lụt. Dòng nước lũ cuốn trôi đường xá, phương tiện bị ngâm trong nước. Người dân Thâm Quyến cũng đang đi bộ trên đường phố trong nước và những chiếc ô tô cũng trôi nổi trong nước. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán huyện Quy Bê, tỉnh Vân Nam cũng thông báo lượng mưa lớn tại địa phương gây ra nhiều tình huống nguy hiểm, khiến hơn 120.000 người và 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, hơn 150 ngôi nhà bị hư hại, hơn 130 con đường và cây cầu bị sập, các cơ sở thông tin liên lạc, điện và nước sạch cũng bị hư hại nghiêm trọng. Huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cũng bị tàn phá nặng nề, đường xá sạt lở, nhà cửa đổ sập, cây cối gãy đổ, xe cộ trôi dạt theo dòng nước như gành đá. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.